RT đưa tin, hồi tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết lệnh ngừng bắn giữa Moscow và Kiev chỉ có thể được thống nhất nếu Ukraine thực hiện một số bước đi không thể đảo ngược mà Nga có thể chấp nhận được. Ông nói thêm, nếu không, việc ngừng bắn sẽ được Kiev sử dụng để tự vũ trang và sẵn sàng tiếp tục xung đột. Tổng thống Nga Putin đưa ra nhận xét này trong cuộc họp báo tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, SCO, ở Astana, Kazakhstan hồi tháng 7. Ông Putin nói, đơn giản là chúng tôi không thể tuyên bố ngừng bắn nếu đối phương không thực hiện một số bước tích cực. Chúng tôi không thể cho phép đối thủ lợi dụng lệnh ngừng bắn này để cải thiện vị thế, tự vũ trang, bổ sung quân đội thông qua việc huy động cưỡng bức và chuẩn bị tiếp tục xung đột. Mới đây nhất, Tổng thống Nga Putin phát biểu trong một cuộc gặp với các lãnh đạo các hãng truyền thông quốc gia thành viên BRICS. Nếu chúng ta đang nói về một loại tiến trình hòa bình nào đó, thì đây không phải là những tiến trình liên quan đến lệnh ngừng bắn trong một tuần, hai tuần hay một năm để các nước NATO có thể tái vũ trang và tích trữ đạn dược mới cho Ukraine. Tổng thống Nga Putin cho biết, Moscow đang tìm cách đạt được các điều kiện cho hòa bình lâu dài, bền vững nhằm mang lại an ninh bình đẳng cho tất cả những người tham gia vào tiến trình khó khăn này. Chủ nhân điện Kremlin nhấn mạnh, mục tiêu của Nga là đảm bảo lợi ích an ninh lâu dài của mình. Ông nói, Nga hiểu và tôn trọng mong muốn, quyết tâm của những người bạn tại BRICS và những nơi khác nhằm giúp cuộc khủng hoảng Ukraine được giải quyết càng nhanh càng tốt bằng các biện pháp hòa bình. Ở diễn biến liên quan, tờ báo Đức Belenia Zetung viết, những người đứng đầu các quốc gia phương Tây không hài lòng với sự gia tăng xung đột của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn tránh mặt người đồng cấp. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hội đàm song phương với Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Frank Walter Steinmeier tại Berlin. Theo Nhà Trắng, họ đã thảo luận kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky, tình hình trên chiến trường và triển vọng xung đột trong tương lai. Berliner Zeitung còn trích dẫn các nguồn tin bình luận rằng ông Biden đã tìm cách tránh mặt người đồng cấp Ukraine trong các chuyến thăm châu Âu. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hủy chuyến thăm căn cứ Ramstein của Mỹ tại Đức với lý do cơn bão Minton. Tổng thống Ukraine ông Zelensky ban đầu cũng được cho là sẽ đến thăm Ramstein, nhưng cuối cùng không có gì xảy ra. Theo các báo cáo, đó là chuyến đi để dọn đường cho kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky tại Ukraine. Nhận định về vấn đề trên, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn trên kênh PBD Postcard rằng Tổng thống Ukraine không làm tròn nhiệm vụ ngăn chặn các hành động thù địch trước khi bùng phát thành xung đột với Nga. Ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa nói, điều đó không có nghĩa là tôi không muốn giúp ông ấy, chỉ là tôi thấy rất tệ cho những người ở đó. Ông ấy đáng lẽ không nên để cuộc chiến nổ ra và cáo buộc ông chủ Nhà Trắng đã kích động cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ông Rotislav Kasyanenko, đại úy của lực lượng bộ binh Ukraine cho biết có một giải đất rộng hơn 400 mét đã trở thành một trong những nơi nguy hiểm nhất trên tiền tuyến trong 6 tháng, đại đội của ông Kasianenko và các đơn vị khác đã ngăn chặn quân đội Nga tiến vào vùng đệm để tiếp cận thị trấn Chasovya, vốn là cửa ngõ dẫn tới các khu vực còn lại của tỉnh Donetsk mà cả Nga và Ukraine vẫn đang chiến đấu để giành quyền kiểm soát. Tuy nhiên tuần này, lực lượng Nga đã đột phá, mở cuộc tấn công qua hai điểm trên kênh đào ở phía đông Chasovya. Cuộc tấn công này có thể đánh dấu một động thái quan trọng của Nga hướng tới việc kiểm soát toàn bộ thị trấn. Nga đã từng bước đột phá ở rìa phía đông của Ukraine kiểm soát từng ngôi làng trong khuôn khổ chiến dịch, giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass. Hiện giờ, đại đội của ông Kasyanenko có nhiệm vụ phải ngăn chặn lực lượng Nga thiết lập một vị trí trong vùng đệm để chặn đứng một cuộc tấn công toàn diện vào Chasubya. Giới phân tích cho rằng Nga đang chạy đua với thời gian để kiểm soát Chasubya và Provosk, trước mùa lá dụng, có nguy cơ làm lộ ra nơi ở náu quan trọng của quân đội nước này và trước khi mùa đông tới khiến mặt đất trở nên lầy lội. Nga đã tấn công Chasubya bằng máy bay không người lái, pháo binh và bom lượn đồng thời điều động số lượng lớn binh sĩ để giành được chỗ đứng trong thị trấn. Hiện binh sĩ Ukraine cố thủ trong thị trấn đang đối mặt với tình thế nghìn cân treo sợi tóc. Ông Kasianenko cảnh báo, chỉ cần một sai lầm là Chasovya có thể thất thủ trong vài ngày. Ukraine cần phải bảo vệ những khu vực quan trọng như Chasovya để thuyết phục người dân và các nước phương Tây rằng họ có đủ khả năng giữ vững những lãnh thổ đóng vai trò quan trọng về mặt chiến lược và chống lại các lực lượng của Nga có quân số lớn hơn cũng như được trang bị tốt hơn. Nỗ lực phòng thủ của Ukraine tại Chasubia được hỗ trợ nhờ một số lợi thế về mặt địa hình. Thị trấn này có vị trí cao nhất, trải rộng nhiều km. Con kênh đào chạy theo hướng Bắc Nam xuyên qua thị trấn, cho đến nay vẫn là một cái bẫy đối với quân đội Nga. Đơn vị của ông Kasyanenko và các đơn vị khác đã cố thủ tại đây trong thời gian dài và đang chiến đấu để đẩy binh sĩ Nga ra xa thị trấn trong một thế trận đô thị ác liệt. Nhưng Ukraine cũng phải trả cái giá không hề nhỏ khi cố gắng giữ Chasubia. Lực lượng Ukraine tại Chasovia không chỉ thiếu trầm trọng binh sĩ, đạn dược mà còn đang bị sức ép lớn. Các lực lượng Nga hiện tập trung vào việc sử dụng máy bay không người lái tấn công vào các lối vào Chasovia, khiến Kiev khó tiếp tế, tăng viện hoặc đưa những người bị thương ra ngoài. Một số hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy xác xe quân sự của Ukraine nằm rải rác trên các con đường dẫn vào thị trấn. Quân đội Nga đã sử dụng những dây cáp kéo dài để băng qua kênh đào trước khi chạy nước rút thành từng nhóm nhỏ vào vùng đệm, Đôi khi Nga triển khai một nhóm gồm 10 binh sĩ vượt qua kênh đào và tập hợp lại thành các đơn vị nhỏ hơn trước khi lao qua vùng đệm. Nhưng nỗ lực này đã bị pháo binh và máy bay không người lái của Ukraine ngăn chặn. Hiện các binh sĩ Nga đang từng bước tiến gần đến cứ điểm của Ukraine, đồng thời tiến hành nhiều cuộc tấn công để phá vỡ tuyến phòng thủ của đối phương. Nếu Moscow có thể thiết lập được một chỗ đứng vững chắc trong vùng đệm, họ có thể tăng cường thêm quân số và gây áp lực lên các vị trí của Ukraine. Việc Ukraine nỗ lực bảo vệ Chasovya đã tạo cơ hội Nga phát hiện được những điểm yếu của Kiev ở các nơi khác trên tiền tuyến. Đáng chú ý nhất là cuộc đột phá của Moscow ở phía nam Toresk trong thời gian gần đây. Tom Rosset, phó giáo sư tại Đại học Quốc phòng Na Uy nhận định, binh sĩ Ukraine bảo vệ vùng đệm Chasovya, đặc biệt sợ bom lượn của Nga, loại được cải tiến với bộ cánh lái và hệ thống định vị vệ tinh có thể tấn công từ xa. Họ thường đồn trú trong tầng hầm của những tòa nhà bị đánh bom, rất hiếm có một tòa nhà nào còn nguyên vẹn trong khi đó những con đường dẫn đến thị trấn đầy những hố bom lớn. Tờ Moskovsky Komsmolost MK dẫn lời ông Vladimir Rogov, chủ tịch ủy ban về các vấn đề chủ quyền thuộc phòng xã hội liên bang Nga cho hay, quân đội Nga trong khu vực chiến dịch đặc biệt SVO ở Ukraine đã loại khỏi vòng chiến đấu trung tá đặc nhiệm Ruslan Stepaniuk đến từ trung tâm các hoạt động tác chiến đặc biệt của cơ quan an ninh Ukraine SBU. Quan chức nga cho biết thành tích này của lực lượng nga được ghi nhận ở khu định cư Novoselivka, quận Poprovsk, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Trong một diễn biến khác liên quan tới tình hình mặt trận Donetsk, chuyên gia quân sự Julian Repke của tờ Bild Đức cho biết lực lượng nga đã đột phá qua hàng phòng ngự của quân đội Ukraine tại thành phố pháo đài Chasiv Yar của Ukraine ở Donetsk. Theo ông Bill, quân đội Nga đã tiến 2,5 km về phía tây kênh đào ở phía nam thành phố và cắm cờ trên một tòa nhà công nghiệp ở gần đó. Trước đó, theo người phát ngôn lực lượng Khotysia của Ukraine, Naza Volosin, Nga đã triển khai khoảng 20-25.000 binh sĩ để tấn công vào Chasipja. Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn một nguồn tin trong cơ quan an ninh Nga cho hay, lực lượng Nga đã thiết lập quyền kiểm soát đối với một trong những nút giao thông chính ở phía nam Chasipja. Mục tiêu không chỉ là tạo thế gọng kìm xung quanh Trashipja, khoảng 80% địa bàn thành phố do Ukraine kiểm soát, mà còn tiếp cận càng gần càng tốt với thành phố công nghiệp Konstantinovka. Tới ngày 18 tháng 10, các phóng viên quân sự xác nhận rằng quân đội Nga đã tiến vào Trashipja từ phía Nam. Phóng viên chiến tranh Nga Timofey Emakov thông báo, lực lượng Nga đã dương cao biểu ngữ đỏ ở mỏ Block 9 nằm ở ngoại ô phía Nam của Trashipja, tiến quân được hơn 2 km. Cuộc đột phá của lực lượng Nga ở phía nam Trashipja được đánh giá là rất nguy hiểm đối với lực lượng Ukraine do sự xâm nhập sâu vào tuyến phòng thủ. Theo tờ Wall Street Journal WSG của Mỹ, lực lượng Nga đã đột phá tiến hành một cuộc tấn công qua hai điểm trên kênh đào đóng vai trò như một chiến hào ở Trashipja. Bước tiến này có thể đánh dấu một động thái quan trọng của Nga hướng tới việc giành quyền kiểm soát thành phố. Cùng với trung tâm hậu cần Poprovsk, Chasipra đóng vai trò then chốt trong nỗ lực của Nga nhằm giành quyền kiểm soát một loạt các thành phố ở Donetsk. Moscow được cho là đang chạy đua để giành Chasipra trước khi tình hình lá rụng nhiều vào mùa thu có thể làm lộ những nơi ẩn náu quan trọng của họ và mưa mùa đông khiến nhiều hoạt động bị tê liệt. Đại úy bộ binh Ukraine Rostislav Kasyanenko nói với tờ WFG, chỉ một sai lầm là Chasipra có thể thất thủ trong vài ngày tới. Bên cạnh đó, Ukraine đang đối mặt với sự hoài nghi lan rộng khi họ tập trung nguồn lực vào Kursk và đang để lại tiền tuyến miền đông với đầy những lỗ hổng mà có thể khiến Kiev phải trả giá đắt bởi Nga liên tiếp đạt được đà tiến trong thời gian qua. Ukraine đã kéo căng lực lượng để đưa lên tấn công Kursk, khiến hàng phòng thủ miền đông lộ ra điểm yếu để Nga khai thác. Trong vài tuần qua, Moscow liên tiếp giành được lãnh thổ chiến lược ở Donetsk, đẩy Kiev vào thế khó. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa qua đã trình bày kế hoạch chiến thắng để kết thúc xung đột nga-Ukraine, trong đó đề cập đến một số điểm như Ukraine cần lời mời ngay lập tức để gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, phương Tây tăng viện trợ vũ khí cho Ukraine. Đổi lại, ông Zelensky đề xuất Ukraine ký một thỏa thuận với Mỹ, Liên minh Châu Âu (EU) và các đồng minh khác cho phép đầu tư chung và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Ukraine. Trước động thái trên, ông Balazs Orbán giám đốc chính trị tại văn phòng của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết, Budapest tin rằng kế hoạch chiến thắng do nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất gây ra rủi ro leo thang lớn và sẽ không ủng hộ. Ông Palas Orbán nói với các nhà báo bên lề một cuộc họp của EU tại Brussels, kế hoạch này là con đường nhanh nhất dẫn đến thế chiến thứ ba. Ông Palas Orbán không có quan hệ họ hàng với Thủ tướng. Vị quan chức này nhấn mạnh, nếu các yêu cầu của ông Zelensky được đáp ứng, tình hình sẽ xấu đi và các quốc gia NATO sẽ bị kéo vào cuộc xung đột. Một kết quả hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Hungary. Ông kêu gọi các thành viên EU khác theo đuổi chiến lược hòa bình và cam kết ngoại giao thay vì tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev. Thủ tướng Viktor Orbán tỏ ra sợ hãi trước kế hoạch chiến thắng của Ukraine. Theo RT, một quốc gia thành viên khác của NATO là Slovakia cũng đã tuyên bố sẽ ngăn chặn việc Kiev trở thành ứng viên gia nhập của NATO, miễn là Thủ tướng Robert Fico còn tại vị. Bratislava chia sẻ quan điểm hoài nghi của Budapest về cách mà Mỹ và Brussels đang xử lý cuộc xung đột Nga-Ukraine đã bước sang năm thứ ba. Cùng thời điểm, ông Zelensky đã quảng bá ý tưởng của mình với các quan chức cấp cao của châu Âu khi tham gia hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng châu Âu. Sau sự kiện này, ông phát biểu tại một cuộc họp báo rằng nếu quốc gia của ông không được mời vào NATO, thì cách khả thi duy nhất khác để tự vệ là vũ khí hạt nhân. Sau đó, ông phủ nhận rằng Kiev có ý định sở hữu kho vũ khí hạt nhân, sau khi tờ báo biên của Đức đưa tin rằng một quan chức cấp cao của Ukraine trước đây đã khoe khoang với tờ báo rằng Kyiv có vật liệu để chế tạo một thiết bị nguyên tử trong vài tuần nếu họ muốn làm như vậy. Tờ báo khác của Đức là Berliner Zeitung cũng viết những người đứng đầu các quốc gia phương Tây không hài lòng với sự leo thang của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Tờ báo cho biết việc các cuộc tham vấn ở Berlin hiện đang diễn ra mà không có sự tham gia của ông Zelensky có thể cho thấy điều này. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hội đàm song phương với Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Frank Walter Steinmeier vào thứ Sáu ngày 18 tháng 10 tại Berlin. Theo Nhà Trắng, họ đã thảo luận kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky, tình hình trên chiến trường và triển vọng xung đột trong tương lai. Berliner dây tung còn trích dẫn các nguồn tin bình luận rằng ông Biden đã tìm cách tránh mặt người đồng cấp Ukraine trong các chuyến thăm châu Âu và chơi trò trốn tìm với ông ấy. Tuần trước, ông Biden đã hủy chuyến thăm căn cứ Ramstein của Mỹ tại Đức với lý do cơn bão Milton ông zelensky ban đầu cũng được cho là sẽ đến thăm ramstein nhưng cuối cùng không có gì xảy ra theo các báo cáo đó là chuyến đi để dọn đường cho kế hoạch chiến thắng của ông zelensky tại ukraine